Từ chị. Cái này ăn cho lợn sữa nè cô. Từ chị. Cái gì? Từ chị. Ừ. Hợp lý. Ừ. Chị trao. Rồi, cái này cũng là của chị Thủy luôn à. Chị Thủy hay chị Thủy sao? Ồ. Em thích bánh này. Quá trời bánh luôn. Cái này là gì ta? Hả? Nước xương sáo. Gì? Nước xương sáo. À, nước xương sáo. Dạ. Tiền ghê mai rập mấy cái đứa này. Ô bánh quy hàng, bánh quy hành. Ông nậu quậy ơi, quá trời ông nậu quậy ơi. Ê, mấy cái này tối ăn được nha, đói bụng ăn được nha. Cái này là gì ta? Cái này hả? Cái này là gì? Chị góc biển. Góc biển. Ăn chay, cái này ăn chay được rồi. Cái này là gì ta? Nhưng mà ăn được không? À của chị Huệ hả? Cái này là của chị Huệ nha. Em cảm ơn chị Huệ rất nhiều à. Cảm ơn chị Huệ. Cái này là của chị Huệ. Bao nhiêu nữa hết rồi đúng không? Dạ em cảm ơn chị Huệ rất nhiều à. Bếp nữa nhưng mà em muốn ăn bánh này quá. Em muốn ăn bánh này quá. Hai cái này giống nhau hay khác nhau vậy? À, dạ, món quà này đến từ chị Nga. Em cảm ơn chị Nga rất nhiều à. Em cảm ơn chị Nga. Kem hả? Đâu lấy bánh kem luôn. Món quà đến từ chị Nga của tôi. Giọng bà này nghe chói tai, qua bà đi chích chỗ khác đi. Dạ một bình lẩu bò to bừng nữa. Em cảm ơn chị Nga rất nhiều ạ. À. Em muốn kem. Mà mình đâu học. Từ từ. Hay là em ăn kem mà. Em ăn cái này. Sơ hở là kiếp nạn. Sơ hở lắm. Chị nói nó xong. Thôi bê ra ngoài đi. Xe tủ. Xe tủ. À. Ô. Chết rồi, dơ hết cái áo rồi. Ô. 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 Cái giấy chị ơi, giấy. Nhiều lên. Kheo lì ơi, nhắn tin cho chị ở nhà. Nhắn tin qua cho chị. Khuyên cái sầu. Em cảm ơn chị Nga nhiều. Để nước trong cái hộp rồi, cái đó là cái gì vậy? Bánh trung thu gì? Ừ, bánh trung thu nhân vi cá nha mọi người, nhân vi cá. Bánh trung thu nhân vi cá. Hạn sử dụng tới 26 tháng 9 luôn. Nhân vi cá. Ừ.
kiểu ra má thôi bò. Nào, rồi thả vậy. Ông má ơi, đừng nghĩ gì nào. Ông bên này mày nhét này, nhét này, nhét đi. Cảm ơn Linh. Quá trời. Ở trên cái đó ghi gì vậy? Linh ngồi trù đúng không? Chúc mừng Võ Hoàng Thượng đạt 700k follow. Gửi công phẩm ngoại bang. Cảm ơn công phẩm ngoại bang của Linh ngồi trù. Cái này giờ để đâu được ta? Để bên cạnh con spy one. Ừ. Bỏ tiền vô đây nào đại kem. Cái đó không phải hữu binh mọi người. Cái đó không phải hữu binh. Dạ đó là tất cả những món quà em nhận được trong tối ngày hôm nay em. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Cảm ơn chị Nga, cảm ơn chị Huệ, cảm ơn Bé Linh ạ. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn các trời ạ. Màu Blackpink của bà đó. Hi hi. Ở đây. Dạ. Em ăn cái kia. Dạ. Giơ tay. Mai có like không chị? Có chứ, ngày nào cũng like mà. Thank you. Hello PC PC. Gò má cao, cân số sát phu khiếp. Dạ xin lỗi anh, em không có lấy chồng. Em có sát phu cũng em đợi em lấy anh rồi em sát anh á. Anh yên tâm. Thí dụ mà em có sát phu là em cũng sát anh chờ đi. Mở hổm dữ nha bà tức. Cảm ơn chị Cúc ạ. Quá trời quá đắt cái nết rồi. Em bán mỹ phẩm hả? Dạ. Nghe dễ thương quá đi. Sao mày mặn vậy? Bia hả mày già? Có bán xíu luôn không hả? Dạ. Ôi già, từ những cái chữ cái lên quy quá vậy. Ngủ đi bà, phía rồi. Giờ này tôi mới bắt đầu live mà bà kêu tôi đi ngủ. Trái cổ lòi da hả? Dạ dâm ướm quá đó. Chúc mình sinh nhật luôn đi đại ca. Ừ rồi đúng rồi. Mày giỡn rồi hả? Hôm nay là ngày 29 tháng 8. Chúc cho bạn nào có ngày sinh nhật ngày hôm nay có một ngày sinh nhật thật vui, thật hạnh phúc và thật là đặc biệt ở trong room của xíu xíu nha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Có ngày sinh nhật ngày hôm nay sẽ thật là vui và thật là hạnh phúc nha. Bánh kem này, bánh kem có kem nhưng không có bánh được không? Cái muỗng. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. And the star. Tonight, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Cái kem này nó có mùi rượu, cái kem này nó có mùi rượu mọi người ơi. Mình ăn kem thôi, mình đừng ăn cái phần xịn nha. Ăn kem. Cái kem này có mùi rượu. Ê.
Nhưng ngon nha. Có khi nào tôi ăn chập tôi quậy không? Ha. Ngon quá. Kem này là kem Celato gì đó không biết nó. Cảm ơn tất cả mọi người à. Ăn kem tê răng không thiếu. Dạ không. Lime mệt không? Là cũng bình thường. Du Lan hát bài về mẹ em mà hát là bỏ đi hết đó mọi người. Kem mà có mùi rồi là sao? À, ở trong cái kem nó có là vị rum. Vị rum á mọi người, vị rum á. Nhìn chị nhai mà em ê răng luôn hả? Ngon lắm mọi người, ngon lắm. Nói nhỏ chút xíu ơi, la lớn quá vậy. Em không có cái mic hết chứ không phải do em nói to đâu. Do cái mic nó hút âm á. Đi làm cả ngày mệt mỏi về xem live của bà là hết mệt luôn. Chị cầm. Bây giờ mi nó hết giận chưa mọi người, để em qua em kiếm nó. Mi nó hết giận cho để em biết qua em kiếm. Review sữa tắm đi xíu hả? Xíu ơi, dạ em nghe chị Vi ơi. Hết rồi, hết rồi hả? Ê, không thấy mi đâu hết. Ê. Ê, mi trần. Đâu? Mi đâu? Sao mặt chị nhỏ vậy, tại chị ốm á. Qua mây đi đại ca hả? Ê, hiền lai, ê. Hiền nè, em biết cay với ai rồi. Biết chân giờ này không có like. Biết chân giờ này không có like. Nên không sợ. Thôi đừng. Mi đâu? Bánh này ngon quá, bánh này ngon quá. Cho em xin địa chỉ mua áo chập be. Không mi thì hiền. Này nó yêu quá vậy. Bánh gì vậy? Bánh Ricky. Ngon. Mọi người ơi, hiền là ai vậy mình chưa biết hả? Nếu như bạn muốn biết thì tôi đây cũng xin thật lòng trả lời. Hiền mới mời tụi đang cơm qua nhà ăn cơm ngày hôm qua. Hello đồ nét lại từ đâu ạ? Hôm qua Hiền mới mời tụi qua nhà ăn cơm. Ui Mít Thi đâu? Ơ à, bà Thi vô hả? Hello bà. Hello bà. Ngon thì cho miếng hả?